mới đây tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình và các sở ban ngành và các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết, từ 12 giờ ngày 20 tháng 5, Thái Bình sẽ kết thúc giãn cách xã hội đối với một số hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh. Theo Sở Y tế tỉnh Thái Bình, từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5, tỉnh Thái Bình đã ghi nhận 17 ca mắc COVID-19. Tất cả đều kiểm soát được nguồn lây. Hiện tỉnh Thái Bình xác định và kiểm soát chặt 7 ổ dịch xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 5 huyện, thành phố và 2 bệnh viện. Trước đó, sau khi ghi nhận 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng, vào ngày 6 tháng 5, tỉnh Thái Bình thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với một số hoạt động trên địa bàn, đồng thời thực hiện mục tiêu kép bảo đảm ổn định hoạt động sản xuất tại các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Song song với việc kết thúc giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, Thái Bình tiếp tục áp dụng dừng hoạt động tập trung đông người không cần thiết như hoạt động vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị. Ngoài ra, các cấp ngành, huyện, thành phố kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch đã phát hiện và kiểm soát các trường hợp nguy cơ cao, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại các điểm tổ bầu cử, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn đúng quy định.